doanh nhân Đỗ Vinh Quang đi Rolls-Royce 83 tỷ đến đón Đỗ Mỹ Linh về làm dâu. Nhà trai đi xe Rolls-Royce Phantom đến phố Hàng Đào để đón Hoa hậu Việt Nam 2016. Chú rể diện vest đen, cô dâu thanh lịch với áo dài truyền thống trong lễ rước dâu. Lễ rước dâu của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội. Chú rể đi xe Rolls-Royce từ tư gia đến nhà riêng của gia đình cô dâu nằm trên phố Hàng Đào. Trong ngày đặc biệt, doanh nhân Đỗ Vinh Quang diện vest đen lịch lãm. Lễ rước dâu diễn ra trong phạm vi gia đình với sự tham gia của người thân, họ hàng hai bên. Chú rể cầm bó hoa tươi, rạng rỡ trong khoảnh khắc đón Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hình ảnh doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh trong lễ rước dâu. Cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống, mời trà, lễ gia tiên, nhận lời chúc phúc từ họ hàng, bạn bè. Chú rể thể hiện tình cảm với cô dâu trong ngày trọng đại. Lễ rước dâu diễn ra gọn gàng và ấm cúng, theo đúng nghi lễ truyền thống, mang đậm văn hóa Hà Nội. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nền nã với áo dài truyền thống. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang nắm chặt tay người bạn đời trong suốt buổi lễ. Chia sẻ về nửa kia, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết anh là người điềm đạm, trầm tính và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô. Trong 2 năm gắn bó, cả hai hiếm khi xảy ra tranh cãi. Không gian lễ rước dâu được trang hoàng tinh tế, tỉ mỉ với nhiều hoa tươi giá trị. Hôn lễ của đôi trẻ sẽ được diễn ra vào chiều cùng ngày. Đôi uyên ương đi từng bàn để mời trà và nhận những lời chúc phúc từ người thân, họ hàng hai bên. Sau 6 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn là một trong những hoa hậu Việt Nam giữ được hình ảnh đẹp, không scandal. Cô được nhiều fan sắc đẹp yêu mến. Sau khi hoàn thành các nghi thức của lễ rước dâu, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đón Đỗ Mỹ Linh lên siêu xe Rolls-Royce. Cô dâu rạng rỡ trong ngày về nhà chồng. Tiệc cưới của họ diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tại phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm tối nay. Cô mời người thân, các đồng nghiệp chung công ty quản lý, bạn bè thân thiết đến dự. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô quen doanh nhân Đỗ Vinh Quang năm 2020 qua sự giới thiệu của một người bạn. Họ có chung quan điểm sống, cùng đam mê thể thao và cô cảm thấy thoải mái, bình yên mỗi khi bên cạnh anh. Mối quan hệ của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Sau 2 năm tìm hiểu, hẹn hò, họ quyết định kết hôn vì cảm nhận đây là lúc, đúng người, đúng thời điểm. Hiện, Đỗ Mỹ Linh đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Người đẹp sinh năm 1996 trong một gia đình tri thức ở phố cổ Hà Nội. Từ ngày đăng quang, cô nỗ lực xây dựng hình ảnh không scandal và hiện phát triển sự nghiệp làm MC, bên cạnh việc kinh doanh thời trang. Chồng Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, người thường được truyền thông gọi bằng tên Bầu Hiển. Đỗ Vinh Quang là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất tại Việt Nam vài năm gần đây. Anh thu hút sự chú ý lớn khi tuyên bố chi hàng trăm tỷ đồng mua gần 36 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB hồi giữa năm 2020. Anh còn giữ chức chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội ở tuổi 25, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Đỗ Vinh Quang sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB trị giá 1.198 tỷ đồng, đứng thứ 121 trong bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với số cổ phiếu này, anh thậm chí còn trên cơ bố mình về tỷ lệ sở hữu tại SHB.